có phải là ngay từ đầu tiên em phân bổ cái chi phí đó là chỉ cho một cái phân xưởng đá không? Đúng rồi. Rồi, nhưng mà vì bây giờ chị phát hiện ra là bên em nó lại phức tạp hơn, là nó do em phải sản xuất cái đá hộc xong, rồi lúc đấy em mới lấy cái giá đá hộc đó, em đưa cái thành phẩm đá hộc này vào làm nguyên vật liệu để sản xuất ra đá 1.2 và 2.4. Rồi. Được chưa nào? Vâng. Rồi, thế thì bây giờ ngay từ việc mà cái khoản mục chi phí ấy, vâng, chị phải tách nó ra. Được chưa? Thế vâng. Thì em nhìn này, ở phân hệ tính giá thành này, nó đang chung, đúng không? Vâng. Vâng. Thì cái chỗ sản xuất chung khác này, trong cái sản xuất chung ở phía dưới đá hộc này này, nhá. Vâng. Thì chị vâng. mới chị bấm xem đây này. Bấm xem ở đây đây là để làm gì? Là nó thể hiện các cái nghiệp vụ chi tiết trong năm 18 ấy. Vâng. Ừ, em làm. Nhưng bây giờ chị lại muốn là lúc nãy là nó đang để chung là ban đầu ấy, là vâng. tất cả đẩy về hết sản xuất đá ấy, chứ không tách đá hộc với lại đá khác này ra. Vâng. Thì bây giờ chị phải tách hết từ nghiệp vụ hải tán luôn. Em hiểu chưa? Vâng. Nghĩa là chi phí này, vậy muốn tách thì bây giờ em phải làm thế nào? Em thấy là cái chi phí chung này dành cho đá hộc nhiều hơn hay là dùng cho đá khác nhiều hơn? Được chưa? Vâng. Thì em có thể lấy tổng giá trị hóa đơn, em nhân với tỷ lệ là 50-50 chẳng hạn, bổ đều, đúng không? Vâng. Hay là em nhân tỷ lệ 40-60 chẳng hạn, 60 cho đá hộc, 40 cho đá khác chẳng hạn đấy. Thì em nhân vâng. ra, miễn sao tổng giá trị hóa đơn của nó vẫn là từng này tiền. Được chưa? Vâng. Ừ. Thế khi em tách ra được chi phí chi tiết này cho hai cái phân xưởng riêng biệt, thì đương nhiên hai phân xưởng riêng biệt này nó có khoản mục là riêng biệt, đúng không? Vâng. Thì em chọn ra, đến đây em hiểu chưa? Rồi. Rồi, tiếp tục này. À, chứng từ tiếp theo. Đây nữa, nhá. Đây là phí cấp phép sử dụng công nghiệp, đúng không? Cái này, vâng. 3 triệu rưỡi này. À, cũng là nhằm mục đích là để khai thác đá, đúng không em? Vâng. Ừ. Thế cái phí này là khi mình khai thác là khai thác cái đá hộc, đúng không? Thì cái vâng. này nên để vào gì? Để vào đá hộc hết. Đá hộc hết, đúng rồi, chính xác, nhá. Nhưng cái gì có thể mà đẩy sang được chi phí đá 1.2, 2.4 ấy? Đây, khoản mục là đá hộc hết này. Thì mình mới bóc nó ra. Hiểu chưa? Thế đến cái này. Phí tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Cái này cũng dành cho đá hộc luôn. Bởi vì đá hộc là đá đầu tiên, đúng không? Nhưng mà cái tính thuế tài nguyên này thì là tách cho đá ấy đấy. Đúng, đá phí tài nguyên này là đá 2.4 và đá 1.2 cũng phải tính luôn. Bởi vì bên em tính theo mấy nghìn một khối. Nó cái phí bảo vệ môi trường thì là 3.000 một khối, còn cái thuế tài nguyên này thì tính trung bình ra chị ạ. Vâng. Rồi ok. Thích hai cái này cũng phải phân bổ ra, được chưa? Vâng. Thì em cũng phải tách ra như chị hướng dẫn và phải chọn đúng khoản mục chi phí cho chị. Em hiểu không? Vâng. Bây giờ em có thể làm luôn cái này để chị em hiểu vấn đề luôn đi. Sửa đi. Đây có thể bổ bao nhiêu, cái nào nhiều hơn? Trong em thấy là đá hộc nhiều hơn, đây là mình chỉ áng chừng thôi. Chia đi. Cứ áng chừng, đây là cứ áng chừng trước. Ừ, đúng rồi. Còn sau này sửa sau. Đúng rồi, tách làm hai dòng nữa, thật là bốn dòng nữa đúng không? Thì bây giờ chị sẽ bỏ cái đá khác này đi, được chưa? Còn lại bỏ cái vận tải đây đi. Còn lại đương nhiên đây là chi phí dành cho đá hộc nhá. Còn đâu tỷ lệ như thế nào thì mình sẽ áng vào doanh thu ấy. Vâng. Nhá, ok. Bấm phân bổ nhá. Bấm phân bổ. Bấm tiếp theo nhá. Cái chỗ bấm phân bổ này em hiểu không nào? Thì nó chỉ có mỗi một loại sản phẩm là đá hộc duy nhất trong cái kỳ tính giá thành, mà trong cái phân xưởng đá hộc ấy. Toàn bộ chi phí chung này sẽ được tính cho cái phân xưởng đá hộc thôi, được chưa? Vâng. Rồi. Sau đó em bấm tiếp theo tiếp. À, như chị nói đấy, cái hệ số này thì ta sẽ chọn thành cái tỷ lệ, đúng không? Và vì ở đây trong phân xưởng đá hộc này chỉ có duy nhất một loại đá hộc ấy, cho nên định mức của nó sẽ là 1 luôn. Được chưa? Sau đó em bấm tính tỷ lệ phân bổ đây này. Thì em nhìn này, tiêu chuẩn phân bổ này, 5 thì bằng 3 nhân 4, tức là bằng số lượng sản phẩm nhân với giá thành định mức ấy, thì ra tiêu chuẩn phân bổ. Tiêu chuẩn phân bổ xong thì tỷ lệ phân bổ giá thành đây là 100%, bởi vì nó chỉ có mỗi một sản phẩm đá hộc duy nhất. Em hiểu không? Vâng. Nếu nó có nhiều sản phẩm ấy, tí nữa sang cái phân xưởng đá khác ấy, thì em sẽ rõ vấn đề này hơn nhá. Bây giờ tạm thời mình sẽ bấm tiếp tính tiếp theo này. Được chưa? Thì ở trong đó cái quy trình tính giá thành của mình là vật tư đây, nhân công của mình đây, được chưa? Chi phí mua ngoài của mình đây này, mình vừa bổ vào này.
À, chi phí khác này 23 triệu này. Và tổng giá thành của em là 89 triệu này. Vâng. Tổng số lượng thế này, giá thành đơn vị của em là 60.000 này. Thấy chưa? 60.000. Vâng. Trong khi đấy giá bán của em là hơn 100.000, đúng không? Nó hơi thấp nhưng mình cứ tính để hiểu cách làm cái đã. Mình bấm tính giá xuất kho này. Đến bước này ghi cho chị nè. Ghi chưa? Vâng. Sau khi phải đến phần tính giá thành thì em sẽ bấm cập nhật giá tính xuất kho trước. Sau đó bấm cập nhật giá nhập kho. Nhá. Bấm ok. Rồi cất. Bấm cập nhật giá xuất kho trước ạ. Ừ đúng rồi. Bấm cập nhật giá xuất kho trước rồi bấm giá nhập kho sau. Sau đó mình cất. Được chưa? Cất xong như vậy thì quy trình tính giá thành hệ theo phương pháp hệ số tỷ lệ bao gồm này. Thứ nhất, xác định kỳ tính giá thành. Đúng không? Thứ hai, tập hợp chi phí. Thứ ba, tính giá thành. Tính giá thành xong thì mình sẽ vào kho ở đây. Mình sẽ tính lại kho một lần nữa với mục đích là để cho phần mềm tính giá vốn ở các nghiệp vụ bán hàng nợ 632 có 155. Vì khi mình bán hàng thì nó chưa thể hiện giá vốn. Rồi, sau khi tính lại kho, phần mềm sẽ tự động tính giá vốn. Rồi, bây giờ mình thực hiện nhá. Thực hiện này. Em ghi tiếp để chứng minh giá vốn đã lên chưa thì em vào báo cáo. Kho. Vào tổng hợp tồn kho. Chọn tháng. Vâng. Rồi, chọn tháng 1. Vâng. Chọn tài khoản 155. Nhấn đồng ý. Vâng. Vậy thì bây giờ ở trong báo cáo kho này, chị dạy cho em tính giá thành của đá hầu quá. Cho nên giá trị nhập kho sẽ được xuất hiện và giá trị xuất kho sẽ được xuất kho tương ứng. Đúng không nào? Mình nhập Vâng. kho là 89 triệu, tương ứng với 1.492 mét khối đá hộc. Ừ. Đúng không? Nhưng mình xuất kho chỉ 492 mét khối thôi. Thì tương ứng giá trị xuất kho là x, đúng không? Thì phần mềm sẽ tính được cho em tương ứng giá trị x là bao nhiêu. Vậy dư cuối kỳ ở đây là 1.492 mà trừ đi 492 bằng 1.000, tương ứng với giá vốn tồn kho là 60 triệu. Đúng không nào? Cái này thì em theo phương pháp bình quân thì em dễ hiểu rồi. Đúng không? Rồi, vậy bây giờ em ghi tiếp này. Để biết rằng doanh thu và giá vốn của các sản phẩm trong phân xưởng đã sản xuất ra có hợp lý hay không thì em sẽ vào đâu? Em vào phân loại bán hàng, chọn tổng hợp bán hàng và mình cũng chọn thời gian mình cần, chọn nhóm là thành phẩm, rồi chọn đến cái thành phẩm đá hộc trong phân xưởng đá hộc, đúng không? Mình đồng ý đây. Đây thì nó sẽ hiện này, doanh thu này, giá vốn này, tiền vốn này, thấy chưa, lãi gộp. Nhưng mà như thế này chị thấy lãi gộp lớn quá, em hiểu không? Vậy trong tình huống này mình sẽ được phép tăng tăng chi phí gì nhá, em ghi này. À, qua nhận xét của bảng tổng hợp bán hàng theo mặt hàng này thì em thấy lãi gộp của em khá lớn nhá. Muốn biết được chiếm bao nhiêu phần trăm, bấm phải chuột sửa mẫu đây. Tỷ lệ đây nó chiếm khoảng 39%. Quá lớn đúng không? Vậy bây giờ mình biết được là trong tổng giá thành đấy, vật tư ít hay nhân công ít hay là chi phí khác ít ấy thì làm thế nào nhá. Thì em vào đây cho chị này, em vào phân hệ giá thành, thấy chưa, cho chị cái bảng tính giá thành cuối cùng, được chưa, rồi chọn cho chị là theo phương pháp hệ số hay là theo phương pháp sản đơn. Hệ số. Đúng rồi đó, Vâng. chọn kỳ tính giá thành là tháng 1. Đồng ý này. Bảng này nó thể hiện điều gì? Thứ nhất, nhân công này, chi phí mua ngoài, chi phí khác, tổng chi phí này, thấy chưa? Và nguyên vật liệu trực tiếp nhá, chị sẽ xuất khẩu cái này ra Excel. Còn chi phí khác này nó đang hơi nhiều một tí. Hiểu không? Thì nhẽ ra cái chi phí khác này mà dồn sang chi phí nhân công thì đẹp hơn. Nhưng mà thôi bây giờ cái này, chi phí khác này nó thể hiện trên hóa đơn mà. Mà hơn nữa là em là công ty khai thác đá cho nên là cái chi phí liên quan đến việc là xử lý ban đầu ấy nó nhiều. Cho nên là với đặc thù của công ty em thì chi phí khác nhiều là chuyện đương nhiên, đúng không? Và đây là chi phí có chứng từ hóa đơn nộp vào ngân sách nhà nước ấy, không thể nào là không được tính vào chi phí rồi. Được chưa? Đấy là về quy trình tính giá thành của phương pháp hệ số nhá.